dành cho những anh em nào không quan tâm tới hệ chân pin mà chỉ cần một bộ combo máy có thể đáp ứng tốt vào nhu cầu làm việc của anh em với cái tiêu chí bền, khỏe và với mức giá cực kỳ phải chăng, thì đây sẽ là sự lựa chọn cực kỳ tuyệt vời cho anh em. Một bộ combo máy khoan và máy xiết bít đến từ thương hiệu Detong thuộc thế hệ D21. Với bộ combo như thế này thì chúng ta sẽ có được một con máy xiết bít với lực nguyên xoắn là 300 Nm, cùng với đó sẽ là một con máy khoan 3 chức năng với lực nguyên xoắn là 95 Nm, hỗ trợ cho anh em trong việc rút lõi một cách hiệu quả và dễ dàng. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng sẽ có được 2 viên pin 4000 mAh với cell pin bên trong sẽ là cell 21700, cùng với đó sẽ là một cục sạc thế hệ S40 thuộc thế hệ sạc nhanh, và tất cả sẽ được đựng trong một cái túi như thế này. Và vì sao mình nói với anh em đây là bộ combo cực kỳ phù hợp với anh em với mức chi phí đầu tư thấp, thì bây giờ mình sẽ mở hai con máy này ra để anh em xem nội thất ở bên trong sẽ như thế nào nha. Và đây sẽ là nội thất ở bên trong của dòng máy khoan, máy xiết bít và cũng như là viên pin mà anh em sẽ nhận được trong bộ combo này. Thì mình sẽ đưa ra cho anh em xem. Và đây là tất cả những gì ở bên trong. Ở phần bản mạch này thì chúng ta sẽ có một cái phần nhôm tản nhiệt như thế này. Và đặc biệt cái phần máy khoan này sẽ là sử dụng phần motor là motor nguyên khối nha anh em. Với phần motor nguyên khối như thế này cũng sẽ hạn chế được cái vấn đề sát cốt khá là nhiều. Và cũng như cái trên motor này cũng sẽ có thêm một cái mạch nữa. Đây chính là cái mạch cảm biến hôn. Một điều mà trên các dòng máy hệ M21 hiện tại chưa có. Và cái phần cảm biến hôn này sẽ hỗ trợ cho anh em điều tốc được tốt hơn, và cũng như là sẽ giúp anh em ổn định hơn về cái tốc độ máy khi mà anh em thao tác sử dụng. Đây, và đây là cái máy khoan. Và tiếp theo về cái máy xiết bít cũng y như vậy luôn, thì chúng ta sẽ có một cái cụm phần motor cũng là motor nguyên khối, và sẽ có một cụm búa khá là to như thế này. Và trên cái phần motor chúng ta cũng sẽ có thêm một cái phần mạch nữa là mạch cảm biến hôn luôn, cũng hỗ trợ cho anh em điều tốc. Đặc biệt là những anh em nào mà đang cần thao tác với những cái chi tiết mà anh em chạy ở tốc độ chậm thì cái mạch cảm biến hôn này sẽ hỗ trợ cho anh em khá là nhiều. Và tiếp đến thì chúng ta sẽ có phần nội thất ở bên trong viên pin. Với viên pin này sẽ là viên pin 4000 mAh nha anh em, nhưng cell ở bên trong sẽ là cell 21700 như thế này. Và với cell 21700 thì anh em thấy cái phần viên pin này nó cũng sẽ được có kích thước to hơn, và nó sẽ có chứa được nhiều cái dung lượng pin hơn. Với dung lượng pin là 4000 mAh, thường anh em sẽ thấy chúng ta sẽ có tới 10 cell và viên pin nó sẽ khá là dày. Nhưng với viên pin 21700 và cũng như là hệ 4000 mAh của hệ D21 như thế này thì chúng ta sẽ có được một viên pin khá là mỏng thôi, để hỗ trợ cho anh em có thể thao tác làm việc ở trên cao một cách cực kỳ hiệu quả. Và đây là cái phần vỏ. Vỏ này cũng sẽ là vỏ chống cháy nha anh em. Và cái phần công tắc bấm nè, anh em thấy hầu như bụi sẽ không có bay vào được ở bên trong phần này. Và phần công tắc bấm này, tất cả những cái phần chi tiết này đều được làm từ nhựa khá là cao cấp. Đây. Và đó là tất cả những gì mà bên trong cái bộ combo máy D21 mà mình muốn giới thiệu với anh em. Và cũng như với những cái chi tiết vừa rồi mình giới thiệu với anh em thì hiện tại thuộc thế hệ M21 sẽ chưa có nha anh em. Và đó là tất cả về bộ combo máy khoan và máy xiết bít thuộc thế hệ D21 đến từ thương hiệu Detong. Hiện tại trọn bộ combo như thế này chỉ với mức giá 1.990.000 thôi. Anh em quan tâm có thể đặt mua tại góc bên tay trái video này nha. Cảm ơn em.